Bí mật kim tự tháp phần 2. Xe cung. Không, không có ai ở đây cả. Thật đáng sợ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có một cánh cửa đằng kia. Nhưng làm thế nào để chúng ta băng qua được bên đó? Mình không thể. Mình không làm được đâu. Chúng ta phải làm gì đây? Không. Không được, chúng ta phải quay lại. Ôi không. Ra không, Sayo, Sangkum. Hả, tiếng gì vậy? Đây là đâu? Ra không, tớ không thở nổi. Chi Chi. Này, các cậu. Ra không, Sayo. Các cậu đã ở đâu thế hả? Chi Chi, nơi này nguy hiểm quá. Đi thôi. Không được. Còn nhiệm vụ của bọn mình thì sao đây? Mình biết nhiệm vụ quan trọng, nhưng bọn mình suýt nữa bị chết rồi. Nơi này quá nguy hiểm. Làm ơn cho bọn tớ rời khỏi đây đi. Làm ơn. Nơi này quá phức tạp và cũng có quá nhiều chướng ngại vật. Hả? Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Bọn họ đi đâu vậy? Cậu là ai thế? Ta là Khafu, vị vua Ai Cập duy nhất còn sống và là người canh giữ kim tự tháp. Hả? Cái gì? Vua Khafu sao? Cuối cùng chúng ta cũng gặp được xác ướp rồi. Các ngươi đang tìm ta hả? Bọn tớ đang tham gia một cuộc đua khám phá thế giới. Bọn tớ đến đây để giúp cậu. Khafu, cậu đang gặp vấn đề gì vậy? Ờ, được thôi. Ta phải kết hôn với một cô gái đáng yêu. Ta muốn đeo thứ này vào cổ cô ấy. Đã có tai nạn nào đó xảy ra sao? Hay cô ấy bỏ đi? Ta đã bị lạc và không thể tới dự đám cưới. Ta đã đi tìm cô ấy trong suốt 5.000 năm qua. 5.000 năm ư? Ta biết cô ấy đang đợi ta ở đâu đó ngoài kia. Được thôi, nhưng làm cách nào để chúng ta thoát khỏi đây bây giờ? Vậy là bây giờ chúng ta chỉ cần ra ngoài thôi nhỉ? Đây là đâu? Sayo, có chuyện gì vậy? Mình nghĩ mình đã bị bong gân cổ chân khi ngã. Chờ chút, để mình xem có thuốc nào không. Thế này là cậu sẽ ổn ngay thôi. Tất cả những thứ này có thể nằm gọn trong một chiếc túi nhỏ như vậy sao? Sayo, cậu trông giống như một xác ướp vậy. Một xác ướp ư? Pin Pin, làm ơn tháo nó ra ngay giùm tớ với. Cái gì
vậy? Đó là ván rượu của Chi Chi. Tại sao nó lại ở đây chứ? Đó có phải là toa xe của các ngươi không? Cái gì? Giọng nói đó không thể nào. Ta đã nhặt được thứ này trên đường đó. Nữ hoàng của thần, đã lâu rồi không có khách tới Kim Tự Tháp. Có phải anh là Kafu không? Hả? Mình? Cậu đang nói về mình sao? Kafu, cuối cùng anh cũng ở đây rồi. Kafu, anh có biết em đã đợi bao lâu rồi không? Không, không phải mình đâu. Hãy đến đám cưới của chúng ta thôi nào. Em đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Đám cưới sao? Sayo! Ôi, nữ hoàng của thần, chờ đã. Ra không, chúng ta phải đi theo bọn họ. Ôi trời, mẹ ơi! Em ở đây, ở ngay bên kia thôi. Ôi trời ơi! Ai đó? Mông của mình. Đây là đâu? Đây là địa điểm tổ chức đám cưới của chúng ta đó. Nơi chúng ta sẽ thề nguyện trọn đời. Ý em là chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Nào, hãy bắt đầu thôi. Này! Lại có chuyện gì nữa thế? Biến đi! Làm ơn đi đi! Nữ hoàng của thần, ngươi là nữ hoàng của thần ơi? Đó không phải là Kafu. Cái gì? Không phải Kafu sao? Ý ngươi là sao? Chào. Thật không thể tin được. Vậy thì Kafu đâu? Thần vẫn chưa tìm thấy ngài ấy. Nữ hoàng, người có sao không? Ta đã ngủ bao lâu rồi vậy? 5.000 năm. Bọn họ đã đánh thức chúng ta đó. Em nhớ anh. Tình yêu của em. Tình yêu của em. Mình không thể chịu đựng được nữa. Pin Pin, cô ấy còn hát dở hơn cả cậu. Âm thanh kinh khủng này là cái gì thế chứ? Có chuyện gì đó không đúng. Câu đường này không có điểm kết thúc. Có cảm giác như chúng ta đang đi một vòng tròn vậy. Em nhớ anh. Tình yêu của em. Tình yêu của em. Cái tiếng kinh khủng gì thế chứ? Trên đời có người có thể hát tệ đến như vậy sao? Đây chính là bài hát của nàng ấy. Cái gì? Cậu biết một người hát dở như vậy sao? Ta phải đi. Ta phải đến đó. Mình không thể chịu đựng được nữa. Hãy ra khỏi đây nhanh lên. Bi cẩn hạch trắng. Làm tốt lắm, Rocket. Mình tự tới đó đây. Khi nào thì các ngươi mới trở về nhà vậy? Chi Chi, Đáp Kết, Sang Cung, Pin Pin, Ra Công, Sao Vô, mọi người không sao cả.
Mình rất vui vì mọi người an toàn. Cafu, Cafu, Henu. Mình nghĩ mình sắp khóc mất thôi. Đức vua của thần, Anubis, xin hãy trừng phạt thần vì đã không bảo vệ người khi người bị lạc. Không đâu, là cho ta đã lạc đường. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu lễ cưới của vua Cafu và hoàng hậu Henu thôi nào. Họ thực sự là một cặp đôi tiên thần ngọc nữ nhỉ. Ta xin tuyên bố hai xác ướp ở đây hôm nay chính thức trở thành vợ chồng.